ngày 10 và 11 chi 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo trong vụ hỗn chiến trên quốc lộ 1A khiến một người chết xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào tháng 10 năm 2018. Theo cáo trạng, tháng 4 năm 2018, Nguyễn Xuân Thông 31 tuổi, trú tại làng Mạc Yên Hồ, Hờ Đức Thọ, Hà Tĩnh, mở công ty đại tính tại làng Mạc Đông Phú, làng Mạc Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh để kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Ít tháng sau, Nguyễn Tùng Lâm 34 tuổi, trú phường Song Trí, thị làng Mạc Kỳ Anh, cũng đến mở công ty Tùng Lâm cạnh bên. Các bị cáo tại phiên tòa hôm nay. Quá trình làm ăn, giữa hai công ty xảy ra mâu thuẫn, tranh giành địa bàn. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Xuân Thông chỉ đạo xe ô tô Đại Dương kiểm soát 38A16477 chở Đào Ngọc Tuấn từ thành phố Hà Tĩnh vào làng Mạc Kỳ Đồng để gặp nhóm của Nguyễn Tùng Lâm nói chuyện nhằm giải quyết mâu thuẫn. Biết chuyện, Lâm đã rủ em trai là Nguyễn Quốc Thảo 31 tuổi, trú phường Song Trí, cùng Trần Công Tiến 42 tuổi, trú làng Mạc Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Văn Giáp 25 tuổi, trú làng Mạc Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đi xe ô tô bán tải ra làng Mạc Kỳ Động để giải quyết mâu thuẫn. Xe của Thảo tông vào xe của Thông rồi đánh nhau. Nhận tin của Lâm nên 6 người khác gồm Đào Văn Cảnh 39 tuổi, trú phường Song Trí, Đào Văn Lượng 22 tuổi, trú làng Mạc Kỳ Hoa, thị làng Mạc Kỳ Anh, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Đình Kỳ, Võ Viết Hưng 27 tuổi, trú làng Mạc Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, cũng đi xe ô tô bán tải ra làng Mạc Kỳ Đồng để giúp sức cho nhóm của Lâm. Khi ra đến làng Mạc Kỳ Đồng, Nguyễn Quốc Thảo tài xế thì phát hiện xe ô tô của Thông đi hướng ngược lại trên quốc lộ 1A. Thảo sau đó đã quay xe lại đuổi theo xe của làng. Sau một lúc rượt đuổi chèn ép nhau trên đường, Thảo đã cho xe đâm thẳng vào đầu bên trái xe Thông khiến cả hai phải dừng lại. Khi dừng xe, Đào Ngọc Tuấn mở cửa xuống xe rồi rút khẩu súng ra chỉ về nhóm của Lâm để thị uy. Thấy thế, Nguyễn Quốc Thảo dấn thân giữ tay khống chế rồi dùng dao chém vào tay, lưng của Tuấn. Khẩu súng mà Tuấn cầm đi để giải quyết mâu thuẫn. Cả nhóm sau đó đã dấn thân đánh đập, dùng kiếm chém tới tấp khiến Tuấn ra chấn mính sọ não, tự chiến tại chỗ. Xe ô tô Đại Dương kiểm soát 38A16477 của Tuấn bị hư hỏng thiệt hại hơn 78 triệu đồng. Sau khi để ý các tình tiết vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên án Nguyễn Quốc Thảo 7 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hình phạt là 8 năm tù. Các bị cáo khác cùng lĩnh án vì tội giết người là Nguyễn Tùng Lâm 8 năm tù, Trần Công Tiến 6 năm 6 tháng tù, Đào Văn Cảnh 6 năm tù, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Văn Giá cùng 4 năm 6 tháng tù, Đào Văn Lượng và Võ Diệt Hương cùng 4 năm tù.